Sẽ chia sẻ với chúng ta và gặp gỡ với chúng ta trong sự kiện ngày hôm nay. Xin trân trọng được kính mời anh. Xin được chào anh Lê Phạm Thái Vũ ạ. Anh không biết là có thể giới thiệu một chút về bản thân mình để cho tất cả quý vị có thể được biết được không ạ? Thái Vũ xin phép được cảm ơn anh em xin rất là nhiều ạ. Đầu tiên xin phép Thái Vũ xin được gửi lời chào đến quý vị khán giả đang có mặt tại The Amor ngày hôm nay ạ. We'll be right back.
theo đó là Lê Phạm Thế Vũ và các công sư của mình. Please give a big round of applause for that wonderful performance. Kính thưa quý vị, vừa rồi là